Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người và hôm nay thì cùng đến với một video nữa của mình để mình cùng chia sẻ với tất cả các bạn về cái việc ứng dụng máy in trong việc chúng ta in ảnh cưới cũng như là in một số cái ảnh chất lượng cao. Thì chúng ta sẽ cần những loại giấy như thế nào và dụng cụ làm sao hoặc là những cái khung ảnh kiểu như thế nào. Hello, xin chào tất cả mọi người và hôm nay thì cùng đến với một video nữa của mình thì mình sẽ chia sẻ với tất cả các mọi người. Xin chào tất cả mọi người và hôm nay cùng đến với một video nữa của mình và mình sẽ cùng chia sẻ với tất cả mọi người về cái việc ứng dụng việc in ảnh cưới trong việc chúng ta sử dụng máy in và cụ thể đây là máy in Epson cũng như có thể chúng ta sử dụng những dòng máy in như Canon. Chúng ta có thể ứng dụng vào ảnh cưới như thế này được, hoàn toàn yên tâm các bạn nhé. Đây là hôm nay mình vừa in một lô cho các bạn xem. Đây, chúng ta có thể ứng dụng vào cái việc mà chúng ta in ảnh cưới như thế này. Đấy, với máy in Epson rất là đẹp, màu sắc tươi tắn rất đẹp. Rồi, với Epson như máy của mình mua con máy là mình đang dùng là con L1800 thì con này có thể in tới A3 được. Đấy, kích thước to nhất của nó là A3. Thì đây có cái A3 nào không nhỉ? Mình đã in rồi. Đây, khung thì của nó mình có cả khung đây cho các bạn. Đây là khung từ A5. Từ khung đây, khung nhỏ cho đến to cho các bạn xem đây. Tức là đây có ba cái dòng khung mình đang dùng cho các bạn nhìn này, để in ảnh cưới và in các loại ảnh khác nhau nhé. Thằng này là thằng 13-18 này, 13-18 này. Tiếp theo đến thằng này là thằng A5, tức là tầm bằng nửa tờ A4 đấy. Rồi, tiếp theo là thằng A3 đây, A3, đấy, A3 thằng, còn một thằng A4 nữa. Đây. Thằng đây là các loại khung mình có thể sử dụng in đây. Thứ nhất là thằng cỡ này là cỡ 13-18 này, còn thằng khung nhỏ hơn nữa thì mình không dùng, cứ ít in nữa. Tiếp theo là A5, thằng này bằng nửa tờ A4 này, thằng này thằng bằng tờ A4 luôn này. Đấy, thằng này là A3 rồi. Và để tận dụng được về cái việc mà chúng ta sử dụng để có thể in ảnh cưới được với cái dòng máy Epson như thế này, chúng ta có thể đầu tiên chúng ta cần phải có hết quan sức quan tâm đến những cái dòng về giấy in. Giấy in ảnh thì có rất là nhiều trên thị trường, có rất là nhiều các loại giấy in khác nhau. Các bạn như ở trên tay mình đây là lúc này thì đang có là hai dòng giấy in nhé các bạn nhé. Hai dòng giấy in cùng là A4 khác nhau. Khác nhau, nhưng mà khuyến cáo các bạn nên giấy in thì chúng ta nên mua giấy in nó có hai mặt thì nó sẽ tốt hơn, hai mặt bóng thì sẽ tốt hơn. Ví dụ như là thằng này nó cũng là giấy in hai mặt, chúng ta sẽ có hai mặt bóng này thì đảm bảo giấy tốt hơn và đảm bảo cái giấy của mình khi mình in giấy in ảnh thì khuyến cáo từ tầm nó sẽ là từ tầm 230g trở lên nhé. 200g trở lên, thấp nhất là 200g, như con giấy này đang là 200g. 200g. Đấy. 200g là giấy bóng này, glossy bóng này, và cái đựng 200g tức là cái độ dày. Cái độ dày của giấy nhá, độ dày của giấy nó là như này. Tầm 200 trở lên thì mới đảm bảo được nhé. Đẹp nhất là 230 là đẹp nhất, chứ 260 các bạn in là nhiều khi máy nó không cuốn được vì nó hơi dày rồi. Nó thuộc loại dày rồi. Thì các bạn cứ lấy tầm mình 230 là đẹp nhất nhé. Giấy bóng hai mặt thì sẽ đảm bảo tốt hơn. Bóng hai mặt tại sao tốt hơn? Tại vì thứ nhất là cái độ giấy nó cứng cáp này. Thứ hai là nếu chúng ta có lỡ in sai một mặt thì còn mặt này chúng ta có thể sử dụng tận dụng được. Nếu chúng ta in một cái giấy mà nó chỉ có một mặt bóng thôi thì các bạn in hỏng thì các bạn sẽ vứt đi luôn chứ không làm gì được hết. Mình ví dụ luôn này. Ví dụ luôn đây là giấy bóng một mặt, đây là giấy thằng 13-18 này. Bóng một mặt thì cái mặt sau của nó sao, mặt sau của nó sẽ là in chữ như thế này. Đấy, còn một mặt bóng thôi, nếu chúng ta lỡ in hỏng cái này thì là vứt đi luôn, không dùng được. Nhưng mà cái giấy bóng hai mặt thì chúng ta có thể tận dụng được cái mặt sau này in lại. Đấy, tránh vứt đi. Rồi, bên cạnh những cái giấy in thì chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình là
Cái màng ép nhá, màng ép thì mình khuyến cáo các bạn dùng cái màng ép của thằng này rất tốt này, A4 này, thằng này tốt này. Thằng này thì về thứ nhất là cái độ dày và độ bám giấy của nó rất tốt. Đấy, rất là dày dặn rồi giữ giấy. Và chúng ta nên mua cũng là có cái định lượng dày của nó nhá. À, đây là 125 mic này, mình thấy 125 mic là rất đẹp luôn đấy, là rất dày dặn luôn nhá các bạn nhá. Nên mua cái thằng từ thằng tầm 125 mic hoặc giờ đi là nó sẽ rất dày dặn. Còn mua mỏng hơn thì cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ không đảm bảo về cái độ cứng cáp được. Đấy, thằng này là thằng rất tốt nhá các bạn nhá. Mua thằng này ép thì không phải nghĩ luôn. Đấy, thì cần phải có thằng này ép. Các bạn có dùng mực chính hãng hay là không chính hãng như thế nào đấy thì vẫn phải là có giấy ép, chứ không có thì bay màu ngay lập tức, kể cả mực chính hãng hay không chính hãng nhá. À, rồi, chúng ta cần cái đồ đó. Sau tiếp theo là chúng ta sẽ cần là gì nữa? Chúng ta cần các bạn nên sắm cho mình thêm. Ở đây là mình sắm thêm là ở đây có một cái máy cắt. Đấy, máy cắt như này. Máy cắt này mua rất rẻ, 230.000 thôi là các bạn có thể mua được cái máy cắt như này rồi. Rất là tiện, chứ các bạn dùng kéo cắt là không thể nào mà thẳng được khi mà giấy là chúng ta cắt. Đấy, thì các bạn dùng kéo, dùng máy cắt này để chúng ta cắt những cái phần thừa, in thừa nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái máy ép plastic. Thì cũng khuyến cáo các bạn mua máy là mua máy A3 nhé, vì các bạn lắm bạn cứ không để ý là máy in thì A3 nhưng mua cái ép là A4. Thế nên là về lỡ cỡ thì mua con máy A3. Con này giá nó chỉ tầm hơn 300.000 thôi. Thế là cả bộ này nó rơi vào tổng 500 hơn một tí. Thì chúng ta phải bắt buộc phải có những cái này cho ta mới làm được nhé. Rồi, tiếp theo về phần các loại khung ảnh này thì chúng ta bạn nào mà thích mà cần thì mình sẽ cho các bạn cái địa chỉ, các bạn có thể nhập cái khung ảnh để giá tại xưởng luôn. Các bạn không phải đi qua một trung gian nào hết, giá tại xưởng nhé. Rồi, và chúng ta ứng dụng cái việc mà in ảnh cưới thì với những cái tờ in bây giờ ảnh cưới để bàn, đa phần treo tường để bàn, hãy sẽ dùng cái A5 này là nhiều nhé. Cái A5 nhiều thì chúng ta một là chúng ta có giấy A5 luôn, nhưng mà thường giấy A5 trên thị trường là mình thấy là rất ít các đơn vị bán, và bán thì thường sẽ giá rất cao. Giá nó cao hơn bình thường thì các bạn cứ mua cái A4 về cho mình. Mua thằng A4 này về. Sau đó chúng ta thiết kế trên Photoshop và chúng ta chia đôi nó ra làm hai cái ảnh vào cái tờ A4 này, chúng ta in thẳng một tờ A4 này ra thì giá vừa tiết kiệm mà lại chất lượng. Thì chúng ta sau khi in xong ra chúng ta đưa vào máy cắt mà mình vừa giới thiệu đấy. Đưa vào máy cắt kia chúng ta cắt đôi ra thì chúng ta sẽ đưa vào khung bình thường. Đấy. Cách làm của mình là như vậy và nó rất là hiệu quả và tiết kiệm. Chứ các bạn nếu mà mua giấy A5 theo mình tìm hiểu, mua cái tờ giấy A5 nó cắt sẵn thì rất là ít đơn vị họ cắt cái tờ A5 đấy cho mình vì cái nhu cầu nó không cao. Thế nên là đa phần A4 là rất nhiều, mà A5 có thì giá rất cao. Thế nên là các bạn lưu ý cho mình nhé. Rồi, như vậy là hôm nay chỉ chia sẻ các bạn đến cái mức như vậy cho bạn để chúng ta cần. Vâng, hôm nay thì chia sẻ với các bạn là những cái điều như vậy thôi. Để mà in được một cái bộ ảnh cưới hoặc những cái ảnh có khung như thế này thì các bạn cần những gì, đó là quan trọng là hai cái vấn đề phải để ý, đó là giấy, cái độ dày của nó phải từ tầm 200 trở đi đấy, và chúng ta sẽ cần vật giấy ép plastic từ 125 mic nhá, thì sẽ đảm bảo cái độ cứng cáp của ảnh hơn, đỡ bay màu. Mua giấy plastic thì mình thấy mua nhiều con rồi, cứ con nào cái con này là nó tốt nhất, còn những con mà nó không có tên tuổi gì, nó không ít, là không có bao bọc gì, một cái trần không thì mua về ép nó hay hỏng lắm, nên các bạn chú ý. Có những con bán nó kiểu như này này, giấy bán kiểu mỗi cái cặp giấy bóng không như này về là mình ép không được đâu, ép rất hay hỏng, rất là hay lỗi, không dính ấy, nên các bạn hết chú ý nhé. Rồi, các bạn có cái thắc mắc gì thì có thể là vui lòng comment phía dưới, mình sẽ làm một cái video sau, mình sẽ làm hướng dẫn cụ thể các bạn in ấn rồi các bạn thiết kế đưa cái ảnh vào cái giấy A4 nó như nào để cho in ra làm sao cho nó chính xác ấy, trên những cái dòng máy in nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Còn ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là chúng ta thiết kế trên Photoshop làm sao đưa cái ảnh vào tờ giấy A4 như này làm sao cho nó vừa đẹp nhất và in ra chất lượng cao nhất. Đấy, để chúng ta không phải chỉnh căn sửa nhiều. Còn thì bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.